Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sony nâng cấp động cơ cực khủng đi cùng một loạt những món đồ chơi titan carbon. Cái chiếc Sony hôm nay độ rất hoành tráng lệ. Đây là một cái chiếc xe tâm huyết đến từ các bạn Đức. Với những góc nhìn đầu tiên, chúng ta thấy cái chiếc xe đình đám ngày nào đã được mở cái sự cuốn hút rất mạnh bởi những món đồ chơi sang chảnh từ vật liệu titan và carbon đã cướp mặt con xe. Chưa hết, những cái điểm nhấn thú vị của chiếc Sonic nằm ở một cái cục máy cực kỳ mạnh mẽ. Đầu tiên, phía trên chúng ta rất dễ nhận ra những cái chi tiết dựa nhám gần cục đồng hồ được ốp não phía trước bọc sợi carbon bóng lưỡng. Hai bên tay cầm ở phần dây đồng cũng được tô điểm bằng những vật liệu đắt đỏ sang chảnh. Với một vai trò làm nền, dĩ nhiên chúng ta không thể bỏ qua được những bộ phận chính như cái cụm thắng Rainbow Bridge xịn sò. Ngoài bỏ ra khoản tiền gần 10 đồng để trang bị cụm thắng này, người chủ còn làm mình khá là thích thú trước cái sự chịu chi khi bỏ ra thêm vài triệu nữa để chăm chút cụm thắng bằng những ốc titan, bình dầu với tomato có được gọn gàng không kém phần bắt mắt. Đối với những cái sự quyền lực của cụm domino hay dây da nằm trên, cụm đề domino, cụm công tắc domino là những món đồ chơi xuất hiện trên con xe, trên những bản Sonic hôm nay mà chúng ta đang thấy có lẽ rất quen thuộc. Vậy nên chúng ta sẽ tập trung vào cái chìa khóa smart key tiên tiến của chiếc xe đi cùng chản ba CNC. Tác phẩm đã tạo ra từ một quá trình hết sức công phu, bởi vì cái phần đầu chúng ta đang thấy là một khối nhiều nguyên chất, nhưng với những cái công đoạn xử lý CNC thì chúng đã có được một cái đẹp sắc sảo, đẹp hơn cái phiên bản zin. Ngoài hạ thấp cuộc trước để tăng sự ổn định di chuyển như độ cao, thì người chủ còn lắp thêm chiếc xe cưng của mình một cái cây trợ lực mobile đẳng cấp. Phía dưới cây trợ lực là một cái bộ bạc titan được chế tác hoàn toàn bằng thủ công rất tỉ mỉ, và chúng ta thấy nó đẹp trong từng chi tiết nhỏ. Cái điểm cuối cùng ở phần dây đồng đặc sắc hôm nay chính là cái cụm con Kinhen Avaza, chế tác từ nhôm nguyên khối, diện mạo hết sức là đẹp so với chế phiên bản cụm thắng Rainbow Asset Costa Costa. Mẫu cụm này được nhiều anh em chia sẻ biết đến khá rộng nhờ vào cái hiệu năng bóp con chuyển số nhẹ nhàng tình cảm, không hề thua kém những cái dòng cụm con Gristip, ACA hay là Acosato. Nổi bật nhất ở phần vỏ phục là cái dây ốp carbon của chiếc Sonic hôm nay. Nó không gì khác ngoài bộ mâm Rapido CNC chất lượng, vốn sẽ được dành cho cái dòng chai Jazz 15, nhưng nay được anh chủ chỉnh sửa làm vài chi tiết để gắn hoàn chỉnh cho cái chiếc Sonic để vận hành chân trù. Nếu mình không nhầm thì chi phí gắn lên hoàn chỉnh ở mức chế động trên dưới 20 triệu. Đối với những bạn dọn phần khối nhỏ thế này, mình tin chắc cái dòng đĩa Rainbow Outside là một cái dòng đĩa quốc dân xuất hiện rất nhiều ở Việt Nam. Nhưng có lẽ lần đầu tiên chúng ta được nhìn thấy một cái dòng heo cơ bắp, cái dòng Rainbow Bridge HB4X xuất hiện trên cái chiếc Sonic hôm nay. Nét đẹp lực lưỡng to lớn bề thế của nó đã khiến dàn chân Sonic trở nên vô cùng là cứng cáp. Nó cũng là một cái dòng heo đứng nên cái dòng Rainbow Bridge HB4X sẽ là một trong những mẫu heo phải cần một cái phát CNC riêng để đảm nhận cái sự cố định. Đồng thời cái chiếc phát heo CNC này cũng phải có đủ cái độ chính xác để không khiến mặt sau của heo bị cạ vào phần nang mâm trong quá trình vận hành. Bên cạnh việc làm lại cái phần yên ngồi để tôn lên cái dáng quyển chuyển nụt nạt của chiếc Sonic độ, thì người chủ hôm nay còn nâng cấp một tay giác nguyên bản bằng một cái chiếc tay giác titan. Cái sự hiện diện tay giác này cũng đã khiến cho cái phần mặt hậu chiếc xe trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Nhiệm vụ hãm tốc và kiểm soát dàn chân sau đã được đảm bảo rất nhiều bởi cái bên đặt Rainbow bình dầu liền gọn gàng. Heo thắng sau là cái dòng Rainbow Bridge 2 bit được người chủ lựa chọn phối màu đồng bộ cùng với con heo đằng trước. Dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua các bạn thấy hiện diện phần đĩa thắng của Motoba. Kích thước nó rất phù hợp với cái con heo Rainbow Bridge 2 bit bên cạnh. Do được nâng cấp cái phần động cơ nên việc tìm kiếm đĩa tải phù hợp với bề độ hiện nay đảm bảo hiệu sức cho một cái gì đó là tương đối khó. Nên người chủ đã chọn một đĩa titan để tạo ra vòng đĩa CNC có những thông số phù hợp để phát huy hết được sức mạnh bề độ. Cái chiếc đĩa tải này đi cùng với cộng sinh vàng đen óng ánh được khoe ra một cách rất khéo léo bởi một bộ cấp Kinrush vuông cứng cáp. Bộ cấp không chỉ cố định còn bằng tre sơn trần như cấp phiên bản. Trong khi phục sau là cái dòng Nitin R3 sản xuất dành riêng cho chiếc Sonic độ. Nó ăn đứt hoàn toàn phục phiên bản vì ẩn chứa một cái hiệu năng chỉnh rất thú vị. Tiếp người dùng can thiệp sâu trong quá trình chỉnh cái phục để cài đặt sao cho đem tính hiệu quả hoạt động tốt nhất. Theo người chủ chia sẻ thì bên trong cái khối động cơ của chiếc Sonic hôm nay là một cái bề độ 65cc vui vẻ, đang có rất nhiều phụ tùng hiệu suất cao từ hiệu Uma Racing. Riêng hệ thống ống xả được nâng cấp Treble FM M3 Titan.
cái mẫu mô có âm thanh đanh thép vô cùng chua chát. Cái động cơ của chiếc Sonic hôm nay còn rất nhiều những thứ như carbon và titan, vừa đóng vai trò tối ưu trong quá trình tản nhiệt cũng vừa đóng một vai trò tăng cái sức hút cho cái vị trí này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng là cái chiếc Sonic độ cực đẹp nhé. Quay thái 125R nâng cấp cực kỳ đẹp. Tai nghe không bằng mắt thấy. Câu này đúng là đúng với một cái chiếc xe mình vừa chạm trán là cái chiếc quay 125R. Đúng là một cái dòng quay thái chứ không phải là future up lên đâu nhé. Không, cái xác xe thôi cũng đã ngốn gần 50 triệu từ người chủ. Đã chiếc xe trang bị có rất nhiều đồ chơi cũng rất là đẹp. Chỉ là cái cụm thắng xin người chủ đã thay lại phần thắng CRC. Rất đẹp, thẩm mỹ rất cao. Đối với những cái chiếc xe số hay tay ga không thể khoe hết được cái cụm thắng thì tay thắng đồ chơi là những món phụ kiện tuy nhỏ nhưng góp phần trong chiếc xe nó tinh tế hơn. Không thích đi bánh màu nguyên bản nữa, người chủ lựa chọn phong cách cầm đồng niền để chiếc xe trông bóng bẩy hơn, nên anh ta lựa chọn cái dòng niền XL. Dòng niền có độ cứng rất cao nhưng cái thành rất dễ tiếp cận, dưới 2 triệu một cặp. Còn cái dòng heo Rainbow Blitz hai bít sắc sảo khẳng định được cái sự đẳng cấp cho dàn chân. Giá trị khoảng gần 10 triệu đồng thì hiệu năng thắng cái chú heo này đem lại cực kỳ tuyệt vời. Chuyên dầu đính nuôi cái con heo là cộng dầu heo với những ngắt dầu trùng ngầu. Đồng điệu với cái chiếc đĩa Kibis, chiếc đĩa này là cái dòng đĩa 4 lỗ, gắn như zin, không tiện cái lòng đĩa CC. Giá dòng đĩa này khoảng dưới 1 triệu. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào cái chiếc xe, một cái cặp phục Holden không bằng dầu, được sản xuất dành cho cái dòng quay Cream và Future. Không những mang lại cái cảm giác êm ái cho người ngồi, mà còn có những cái núm chỉnh phù hợp cho từng nhu cầu của người chủ. Giá thị trường phục này khoảng 12 triệu, gắn như zin, không có chèn áo. Và đây chúng ta đang thấy chiếc xe rất là đẹp mắt. Không biết các bạn thấy em này thế nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhấn like, share, subscribe.